Thôi thì bây giờ bắt đầu từ bạn số 1 cho chị coi bên trong màn hình được không ạ? Dạ. Lướt qua nhẹ thôi nha. Thấy không? Gọn gàng, chỉnh chu đâu vô đó. Có con mèo ấy cưng á dạ? Game này là em tải cho cháu em chơi. Trời ơi, còn cái kế bên cũng cho cháu chơi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích nghe nhạc gì nè, cho chị nghe coi coi cái lịch sử nghe nhạc của em coi. Bình thường thì em nghe tất cả các loại nhạc hết chứ không chung gì một loại hết. Ý kìa, có xếp tùng kìa. Không biết thì hai anh thường nghe nhạc gì ha? Và không biết nghệ sĩ hai anh mà hâm mộ nhất là ai ạ? Khi mà thường nghe nhạc thì thường hay nghe nhạc vui thôi. Là những cái bài nhạc vui của ca sĩ nào hoặc nghệ sĩ nào là thường sẽ nghe hết. Bạn số 1 có thích Bolero mà số 1? Dạ không, tại vì con người của em là tính vui vẻ cho nên thường em rất là ít nghe nhạc đó. Vi có thể cho thường xem cái album ảnh của Vi được không? Ý em bé nhỏ xíu, em của em hả Vi? Dạ cháu á chị ơi. Cháu luôn. Nhà em nhiều cháu. Nhà em có bao nhiêu anh em? Nhà em có tới 7 người, em là út. 6 anh chị kia có lập gia cấp chưa? Dạ có rồi. Bánh gì vậy em? Bánh mì. Em cho chị coi cái bánh mì khác đi. Chà. Nữ công gia chánh. Bánh mì than. Cho xem cái cháu mặc áo đen đó đi. Đây là anh. Mình liên tưởng qua cái mặt được. Đấy, xin không? Cháu của anh lớn đúng không? Cháu của chị gái. Chị gái đầu dạ. Hả em? Dạ đúng rồi anh. Vi ơi, à. Vi. Dạ. Vi có thể cho thường hỏi là trong cái album ảnh của Vi á, thường thấy là có rất là nhiều ảnh con nít á. Dạ. Thì Vi có thích con nít không Vi? Dạ đương nhiên là có rồi, thì em mới lưu giữ những cái hình này. Giờ thời điểm nào thì Vi biết thích con nít của riêng mình, con nít của riêng mình, con nít của riêng mình. Khi em đủ chín chắn và sẵn sàng. Mời bạn số 2 đi. Cảm ơn bạn số 1 nha. Dạ dạ. Bạn số 2 là cô giáo. Wow. Ý, wow. Cưng nữa. Cô giáo ơi. Dạ. Cái bé đó là ai vậy? Dạ học trò ở trong lớp ạ. À. Đây là nghề nghiệp của mình nhưng mà có bao giờ em phát cáu lên vì các cháu không? Các con không? Không nghe lời không? Dạ. Nếu như mà em nói là không á thì mọi người nghĩ là chắc em đang nói xạo. Nhưng mà thật ra là em lúc trước em rất là nóng tính luôn, nhưng mà từ khi mà em vô cái nghề giáo viên thì em cảm thấy là em kiềm tính em lại. Mình có nhiều cái tình huống xử lý khác nhau chứ không nhất thiết là mình phải cáu lên với bé. Tại vì cái nguyên tắc của em là khi mà cảm thấy mình không chịu được nữa thì mình sẽ bỏ ra khỏi lớp và nhờ cô khác vô giữ lớp hộ. Thì lúc đó cái cơn giận của mình nó sẽ bị lắng xuống và mình sẽ bỏ qua cái chuyện đó. Cái đó cũng là một cái kỹ năng sư phạm của ngành mầm non. Cái nhất, cái hai, cái đó là nghề dạy nghề ha em hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì nếu mà sau này mà em có con thì quá trời sung sướng, tại họ có kỹ năng hướng dẫn một cái bé làm như thế nào để ngoan hơn. Dạ đây là hình mà trường em tổ chức một cái lễ hội cho bé. Trời ơi, cái ông này mắc kiến quá trời ổng rồi. Dễ thương chưa? Dễ thương quá, cô giáo mầm non. Đến thời điểm này thì em dạy được bao nhiêu năm ở trong ngành giáo viên này em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì Linh đã dạy được 3 năm. Khi mà nhìn thấy trẻ con đó, Linh đã cảm thấy vui chưa? Thật sự mà nói thì tính Linh nóng, nên là Linh không hiểu, Linh không biết là bản thân mình có hợp với lại cái nghề hay không. Nhưng mà nghề đã chọn rồi thì Linh cảm thấy là trong 3 năm trải qua tách lớp ra hoặc là lên lớp, bé lên lớp thì thật sự là rất là luyến tiếc. Cô trò ôm nhau khóc thì thật sự Linh nghĩ là Linh cũng có yêu thương trẻ con thật sự. Cho em hỏi hai anh là ở nhà hai anh thân với ai nhất và toàn thường tâm sự với ai nhất? Anh là Thượng thì anh xin trả lời là ví dụ như khi nào mà thường những có những cái chuyện trong cuộc sống thì anh hay tâm sự với mẹ nhất. Tại sao phải tâm sự với ba? Tại vì ba là người hay đi làm rồi đi công việc thì mẹ là người mà hay có thời gian ở bên mình nhất. Thì những cái gì khó khăn trong cuộc sống mà mình có thể chia sẻ thì mình gặp mẹ là người đầu tiên. Sau khi ba xong công việc về thì ba sẽ là người mà cùng tâm mẹ sau. Dạ, cùng mẹ và em tâm sự sau. Còn bạn Thuấn? Riêng với bạn Thuấn thì Thuấn tâm sự cả hai. Ba thì tâm sự một câu chuyện khác, khía cạnh khác. Còn mẹ thì tâm sự một câu chuyện khác. Nhưng mà tâm sự nhiều nhất cái gì? Nhiều nhất là tâm sự với ba. Tại vì những có khi mà có chuyện thì cha con là ngồi uống trà với nhau và ngồi nói chuyện. Rồi tôi khoái vụ uống trà đó nha. Gia đình Thuấn bao nhiêu người? Dạ gia đình của em thì có 6 anh chị em. Hiện tại thì còn... Em là già thứ mấy trong gia đình? Dạ em là út. Là năm anh chị là lập gia thất rồi. Còn lại còn năm anh chị em thôi, còn em mất hết người rồi. Rồi bây giờ đến bạn số 3 đi, cảm ơn Linh nha. Dạ. Bạn số 3 ơi, cho chị coi bên trong màn hình nè, lướt qua cho chị cái nữa nè. Có chơi thể thao không em? Dạ em không ạ. Thế em dùng app hợp âm làm gì nhỉ? Để nhìn lời bài hát ạ. Em hát cho chị nghe một câu được không? Dạ được ạ. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái bầu. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Wow, hay nha. Anh rất muốn biết cái list nhạc của em. Dạ được ạ. Ghi trong ghi chú luôn à?
có ghi tông luôn. Đây là những bài hát em đã hát hay sao? Dạ đúng rồi, có những bài hát thì em cũng có hát và cũng có những bài hát để em lưu lại rồi em về em học thêm ấy ạ. À, là bài nào mà có ghi tông là bài đó là đã hát rồi? Là đã từng hát rồi ạ. Có vẻ em là người chỉ nghe nhạc Việt Nam thôi nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Xin lỗi Quyền chút nha Linh ơi. Dạ. Em là cô giáo mầm non em phải biết hát đúng không? Dạ thật ra em sợ hát nhất luôn. Nhưng mà để hôm nay thì đến đây thì cũng là một cái duyên nên em sẽ hát, mà mọi người đừng có cười chê. Đúng rồi, em hát cái bài nào mà cho các cháu nghe là tụi chị cũng đồng ý luôn. Ba với mẹ đều thương con, nhưng không biết ai thương con nhiều hơn. Con nghĩ hoài mà không ra, hồi bác gấu búp bê cùng lắc đầu. Ba thương con nhưng ba không nói, mẹ thương con mẹ chẳng sống một lời. Khó quá đi thôi, khó quá đi thôi. À con biết rồi, ba với mẹ đều thương con bằng nhau. Dễ thương. Cái bài hát được, cái tâm nó ngon, dễ sợ. Dạ cho em hỏi là hai bạn trai là cảm nhận cái giọng hát của em như thế nào? Chết lặng luôn em. Chỉ có mình anh Vinh còn thở thoi thóp. Anh Vinh thấy sao anh Vinh? Anh thấy nóng kìa. Nóng hả? Chị ta bỏ qua đi. Chị cảm ơn Linh nha. Chị trở về với Quyền đây. Hai bạn nam cho Huyền hỏi một xíu được không ạ? Hỏi đi cưng. Hai bạn nam có bạn nào thích ca hát không nhỉ? Thuấn thì thích. Hát có biết hát câu Thuấn. Em hát nhạc buồn không ạ? Nhạc buồn thì là đúng với sở trường của Huyền rồi. Vô Thuấn. Cuối cùng rồi mình vẫn thế. Có sao đâu, khóc chi em cho phải má hồng được gì. Giọt lệ này dần để mãi đây, vì cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Hay nha, số 3 với Tuấn là hai đứa đều hát hay được. Hợp lý đó, phát ra này cho chị xem nó khác đi. Vài tấm hình của em. Coi bộ cưng con chó ha. Dạ. Thấy chụp hình nhiều nè, đồ ăn gì đó em ăn gì đó. Chị là bình su ạ. Hình bé bé đó kia là em à? Dạ đúng rồi ạ. À đâu con nhỏ đâu. Em dạ chắc chị có hình con nhỏ đi. Trời ơi cái cưng quá à. Nhiêu tuổi em lúc này? Chắc là được 1 tuổi hay 2 tuổi gì đấy ạ. Trời ơi xinh quá trời xinh. Hình này chắc là 3 tuổi rồi. 3-4 tuổi rồi. Có cái hình hình như là chụp với lại ba kìa. Đó kìa, con gái chụp với ba đó. 5 trời tuổi. Ba đẹp trai nha. Gửi lời nha cho ba là chị Việt Hương khen ba đẹp trai nha. Ba em mất rồi ạ. Dạ xin lỗi chú. Không nhưng mà chú có cái góc mặt á. Rất là rất đẹp. Là đẹp. Chia sẻ với em nha bé Quyền. Dạ vâng ạ. Ý dễ thương nữa. Cái hình hoạt hình gì đó mở cho anh xem cái hình hoạt hình đó với. Trời mưa quá, em cầm ô về khỏi ướt. Ôi thế còn anh đi taxi ạ. Gì vậy em? Là một trong hai đứa em hả? Dạ không có em hả? Phải em không? Không, cái này để tao không phải em. Vậy làm Vinh được chứ anh đâu nở rồi. Rồi, cảm ơn bạn số 3 rất là nhiều. Bây giờ tới bạn số 4 nha. Ở trong màn hình là cái áo màu đen, đầm đen rất là xinh. Lướt màn hình các em. Ồ, các bạn nữ này không có chơi trò chơi. Đơn giản quá hả? Cho chị xem một cái gì, một cái sản phẩm nào của em đi. Cái bé nhỏ xíu là ai vậy em? Em ngoài ra việc make up em còn làm trong phòng xét nghiệm máu. Nên mấy bé dễ thương nên em chụp lại. Oh, wow. Rồi. Em làm phòng xét nghiệm máu, em làm về cái gì ạ? Em tư vấn cho bệnh nhân xét nghiệm với lại chăm sóc khách hàng. Em có vẻ thích con nít nhỉ? Dạ, em cũng có thích con nít nên em mới chụp lại. Đúng ngành của em là em học cái gì ra? Dạ, đợt trước là em học đại học. Xong rồi em không thấy phù hợp với mình nữa nên em nghỉ học. Dạ, đại học gì em? Dạ, em học về kế toán. Cho em hỏi hai anh ở đó được không ạ? Dạ, được. Dạ, cho em hỏi hai anh có sở thích là gì ạ? Thường thì mỗi khi mà thường rảnh rỗi thì thường thích đi du lịch và tập gym. Dạ. Và thích nấu ăn nữa. Dạ, sở thích của Thường cũng giống mình. Còn Thuấn thì thể thao, môn thể thao thích nhất là đá banh, đọc sách, du lịch và đặc biệt là nấu ăn. Em mốt mà Hiền có ăn thì anh sẽ nấu cho em ăn. Món nào em nấu? Em thì ở miền Tây thì em rất là thích nấu những cái món như là canh chua, cá kho tộ. Thì em không ngán thì anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Dạ đúng món em thích luôn. Wow. Cho em hỏi hai anh là quan niệm tình yêu của hai anh là gì ạ? Quan điểm của Thường trong tình yêu thì là có một cái câu nói mà Thường rất là tâm đắc, đó là hãy đặt vị trí của mình vào nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm tình yêu thì đối với Thuấn thì đó là biết nghĩ cho nhau. Cũng là một ý tự tưởng. Cảm ơn bạn Hiền nha. Vâng, như vậy là hai bạn nam Thưởng và Thuấn đã có dịp lắng nghe và trò chuyện với bốn cô gái của chúng tôi. Và chắc chắn họ đã có một cái phần ấn tượng với một cô gái nhất định nào đó. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với phần ấn tượng.